Mình rất là nghi ngờ anh em ơi. Mình đang suy nghĩ là có khi nào Sammy đang bị nhốt ở trong cái bình này không ta? Mình nghi lắm nha, bởi vì á là lần trước á Timmy cũng đã một lần bị nhốt ở trong một cái bình đom đóm rồi. Còn cái bình này nhìn lạ quá, thì mình đang nghi ngờ không biết rằng là Sammy có bị nhốt trong đây hay không. Bây giờ mình sẽ đặt nó ra thử để xem coi như thế nào mới được. Đặt ra thôi. Ủa, ui, mọi người ơi, Sammy quay trở lại rồi nè. Ủa cái gì ạ? Ủa Sammy ơi, Sammy, bà có nhận ra tôi là ai không? Bà có nhận ra tôi là ai không? Nhớ, tôi nhớ bà, Ủa cái gì mà sao cứ hoài vậy? Ủa thôi kệ đi, chắc là Sammy mới vừa được giải thoát anh em, cho nên là Sammy đang kiểu hơi còn ngáo ngơ tí á. Thôi được, không sao. Ôi tôi cứu được bà là tôi vui rồi. Ê, đi theo tôi, nhanh lên, vào đây. Nhanh lên. Để tôi lấy ít thức ăn cho bà ăn coi. Để bà ăn vô để cho bà khỏe là coi. Trời ơi là trời, chắc mấy ngày nay bà bị bà nữ hoàng Ai Cập bắt, chắc là bà đó bụng lắm đúng không? Nè ăn đi. Ăn nhiều vô cho tỉnh lại. Ăn đi. Ăn cái này hả? Ăn này á. Nói hả? Được rồi. Mọi người ơi, may quá. Mình cuối cùng mình cũng đã cứu được Sammy rồi anh em ơi. Trời ơi, vui quá. quên nữa. Đó thì hôm nay nè anh em, mình đang suy nghĩ đó là không biết á là mình có nên xây một cái ngôi nhà để mình sống hay không đây, bởi vì là mình cảm thấy á là bọn mình sống ở trong hang á, từ lúc mình sống trong hang là có biết bao nhiêu chuyện xảy ra luôn. Nào là quái vật tấn công nè, rồi nữ hoàng Ai Cập xuất hiện nè, các kiểu luôn. Mình nghĩ là bây giờ á mình cần phải xây một cái nhà chứ không thể nào mà sống trong hang mãi thế này được. Sammy ơi, tôi nghĩ là bây giờ tôi và bà nên xây nhà đi. Đúng rồi. Giờ xây. Ok. Anh em ơi, thì bây giờ mình với Sammy sẽ xây một cái nhà để bọn mình sẽ sống với nhau nha anh em. Ok. Ôi, có cái nhà vẫn tốt hơn là sống ở trong hang anh em ơi. Đó. Ok. Thì mình nghĩ là mình sẽ xây một cái nhà ở ngoài biển đây nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ để xây dựng nhà nha. Ok anh em ơi, thì để xây được cái nhà này thì mình nghĩ là mình sẽ xây bằng gỗ anh em ạ. Đó, thì xây bằng gỗ thì nó mới có thể nổi trên mặt nước được. Thì ở đây để mình xem coi mình có gỗ không ta, để xem coi. Ở chỗ này bây giờ mình đang có một ít gỗ nè, một ít đá nè, với lại là một ít kim cương đồ nè. Ôi mấy cái này không được rồi, mình phải có gì ta, mình phải có gỗ kìa mới làm được. Để mình xem coi, bây giờ trong đây mình sẽ làm một cái cây rìu đi. Sau đó mình sẽ đi chặt một ít gỗ để mình xây nhà. Ok, làm cây rìu nè. Sammy ơi, bà một tí nữa bà xây nhà phụ tôi nha, còn chặt gỗ để tôi đi chặt cho, chứ tôi thấy bà mới vừa tỉnh lại, tôi nghĩ là chắc bà còn mệt lắm. Cũng được, chặt đi. Ok, tôi chặt mấy cây. Cái cây này nè. Ok, mình sẽ lấy cái cây này để mình xây nhà nha anh em. Rồi, mà không biết là cần bao nhiêu gỗ ta. Trời ơi, chặt nhiều thế này chắc mệt lắm đây. Trời ơi là trời. Từ để mình lượm thêm vào coi. Ok rồi. Trời ơi. Ủa, tự nhiên ở gần nhà mình sao tự nhiên xuất hiện một cái nhà gì nhìn lão vậy? Ủa, hình như cái nhà này có lâu rồi sao nè anh em? Chỗ này á có đất đá rồi nó mọc rêu lên hết nè. Hình như là lâu lắm rồi đó. Ủa có ai kìa? Hình như là có ai trong đó kìa. Ủa trời, con trai gì đâu mà đứng trong nhà mà không mặc áo nữa, có khi nào mình dơm đó ổng sàm sỡ mình ta, ổng không mặc áo cái nhìn ghê quá. Ủa, đây mình đi vào mình xem coi. Trời ổng nhìn mình kìa anh em ơi. Dạ chào anh. Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Thì lết cho người ổng. Ôi, gì đây? Tôi sẽ đổi gỗ cho cậu. Ông này là tiều phu anh em ơi. Ông này là tiều phu anh em ơi. Trời, các bạn có biết mà cái anh tiều phu ở trong mấy cái quyển truyện tranh á anh em, thường thường là mấy ông tiều phu á là ổng sẽ đi chặt gỗ, sau đó là ổng sẽ đi ổng bán gỗ để ổng lấy tiền ổng mua thức ăn á anh em. Đó trời, hình như cái ông này cũng là tiều phu nè. Trời, hàng gì nhìn cơ bắp cuồn cuộn ghê luôn. Trời, 6 muối mà gom lại còn 1 muối luôn nè. Trời ơi, cuồn cuộn ghê luôn á. Ôi nhưng mà nhìn mặt anh này cũng ngầu quá ha. Ui, cái mặt của ảnh dán đầy băng keo luôn kìa anh em, hình như là chắc là đi chặt gỗ cho nên là bị gỗ rơi trúng mặt cho nên là bị chảy máu rồi, dán băng keo tùm lum la nè. Trời ơi, đúng là người lao động khổ cực ghê luôn á. Ok, từ để mình xem coi ổng đổi gì nè. Ổng đổi 30 lúa để được một stack gỗ. Ô, ông này có nhiều gỗ thế, nhiều loại gỗ ghê luôn á. Ok, để tôi tí nha. Ok anh em ơi, ở nhà mình nó có nhiều lúa lắm. Trong cái thời gian mà bọn mình sinh tồn, bọn mình đã trồng được rất là nhiều lúa luôn. Mình nghĩ là mình có thể lấy lúa để mình đổi gỗ được. Ok, để mình về này. Ở Sam ơi, Sam. Bây giờ bà giúp tôi cái này đi, bà dọn cái đống này giúp giùm tôi với. Ông dọn đi, tự nhiên bắt tôi dọn vậy. Ủa bình thường mấy cái chuyện lặt vặt này tôi nhờ bà làm là bà làm liền, mà sao hôm nay bà khó chịu với tôi quá à? Thôi để tôi chọn này, Ủa kỳ ta, hôm nay Sammy sao ấy nhờ. Ok thôi rồi, để mình lấy một ít lúa nè. Ok, lấy lúa nè. Rồi, để mình sắp xếp lại nè. Rồi mình lấy lúa nè, quá trời lúa luôn. Kiểu này là có quá trời lúa để mình có thể mà đổi thành gỗ rồi anh em ơi. Trời ơi, quá đã. Ok, để xem coi.
À, anh Tiều Phu ơi, tôi có lúa nè, bây giờ anh đổi gỗ cho tôi nha. Ok, từ từ để xem coi bây giờ anh lấy đổi gì ta. Mình sẽ đổi một ít gỗ ăn quả nè, mình sẽ đổi 2 stack đi. Từ đó là ở đây còn có cả gỗ bạch dương nữa nè. Mình sẽ đổi 2 stack luôn. Đó, gỗ này gỗ ăn quả chắc mình sẽ cần nhiều hơn. Ta lấy, ok, mình tạm thời mình lấy trước vô đây đi. Wow, một nùi gỗ luôn anh em ơi. Trời, kiểu này là có gỗ để xài rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xây nhà nha anh em. À, một cái nhà ở ngoài biển chắc chắn sẽ đẹp này. Ok. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ xây một cái nhà ở đây nha. Thì trước tiên là chúng ta muốn xây được một cái nhà dưới nước, chúng ta cần phải có những cây cột để chống lên trên. Thì ở đây mình sẽ xây một cây cột ở đây trước. Ok, thì mình xây trước một cây cột đây đi. Mình nghĩ là nó sẽ cao lên một chút nha. À, 2, 3, 4 đi, cao 4 block đi. Sau đó là bên đây mình cũng sẽ xây thêm một cái cột nhỏ bên đây như thế này. Đó, mình sẽ làm một cái đường cầu thang để leo lên nha anh em. Mình sẽ xây một cái cầu thang ở ngay chỗ này như thế này đi. Rồi, chỗ này mình cũng sẽ xây cái cột bên luôn. Ok, thì mình nghĩ là mình phải làm một ít cầu thang anh em ơi. Đó, thì mình sẽ làm cho mình một cái bàn chế tạo nè. Rồi, ok, mình sẽ để một cái bàn chế tạo ra ngoài đây. Đâu rồi, đây bàn chế tạo đây. Đó, mình sẽ làm cho mình một cái cầu thang nha anh em. Thì cầu thang mình nghĩ là mình sẽ làm bằng gỗ màu trắng đi. Ở đây mình có cái gỗ bạch dương nè. Sẽ làm bằng gỗ bạch dương nha anh em. Đó, mình sẽ đổi gỗ bạch dương qua thành gỗ bình thường nè. Rồi em sẽ bấm cái phần kiến trúc. Chúng ta sẽ đổi qua thành là gỗ màu trắng đây. Sẽ đổi ra một đống gỗ màu trắng luôn. Chúng ta sẽ có được cầu thang. Ok. Rồi, để mình đặt cái cầu thang vào. Thế này. Rồi, đặt nhầm mày ra để đập ra đã. Ok. Đó. Thì phải từ để mình nói, bây giờ mình sẽ nói một cái đường cầu thang lên như thế này. Đó. Ok. Tên qua đây như thế này. Ok. Bên đây cũng vậy luôn. Mình sẽ nói lên như vậy hết anh em. Đó, bên đây như thế này. Bây giờ mình sẽ xây cái khuôn đó một tí, sau tí nữa mà cái phần sàn hay gì á, mình sẽ kêu Sammy phụ mình. Chứ không thôi để bả lo bả đi bả đi chơi không may này bả sẽ bị lười anh em. Bả sẽ không thèm làm việc phụ mình nữa. Đó, ok. Để mình xây này đây thế này. Đây đây, xây cái này ra. À, cầu thang thì mình làm bằng màu trắng đi. À, hay là sàn mình làm bằng màu trắng luôn nha. Mình nghĩ là sàn chắc là mình sẽ làm bằng màu trắng luôn cho nó đẹp. Đó, ok. Thì để mình chế nó thêm nhiều hơn nữa. Trời ơi, bây giờ phải chế bằng tay không nè, chế tạo từng cái thế này chắc là lâu lắm này. Bấm 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 bấm. À, trời ơi, mệt quá. Bấm cái này chắc chết quá, từ từ. Ok, để mình lấy cái gỗ đó nè. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái sàn lại như thế này. À, cái nhà này mình nghĩ là mình sẽ xây to to một tí cho nó đẹp nha. Ok. À, đây là cái sàn để leo lên nhà nè. Đó, đi vào bên trong. Ôi trời trời, lắc quá. Sao mấy mình này lắc quá ta. Ok, bây giờ mình sẽ xây cái sàn nó bự bự ra nè. Sẽ xây qua tới bên đây luôn. Đó. Ok, chúng ta xây được cái sàn bự ơi là bự, bự khổng lồ, siêu to khổng lồ rồi anh em ơi. Hả? Bây giờ chị dụ chúng ta là lắp cái sàn lại để mình kêu Sammy lại coi. À, Sammy ơi! Sammy! Lại đây phụ tối này coi, lại đây. Phụ gì? Lại đây đi, trời ơi. Nè, bây giờ tôi có một ít gỗ nè, bà phụ tôi lắp cái sàn đi, tôi đang xây nhà cho tôi với bà ở chung á. Cho nên là có gì phụ tôi lắp cái sàn lại nha. Không, Happy, bây giờ mệt quá à, tôi mới được đụng kêu đụng, tắt cái lắp này sao lắp được? Ủa trời ơi, cái đống kia có chút xíu à. Bây giờ bà phụ tôi lắp cho xong cái nhà này để tối nay mình có nhà mình ở nè. Không thôi trời tối là zombie nó ra tấn công tôi bà. Bà đây tôi lắp cho. Ủa cái gì ạ? À? Sao hôm nay bà khó chịu với tôi quá à? Ờ, đưa đây để tôi lắp cho. À nè, gỗ nè, đó tôi đưa thêm nè, đó lấy đi. Quá trời luôn á, khi nào hết thì cứ kêu tôi nha. Phụ tôi lắp cái sàn là bằng gỗ màu trắng nè, cho nhanh nhìn cho nó sang chảnh, hiểu không? Nhìn cho nó sang chảnh. Đó. Ok, sàn màu trắng luôn. Ê, tại sao mình lại không lắp sàn màu nâu mà nhà màu trắng nha? Ờ thôi, mình làm ngược lại đi, nhìn cho nó sang chảnh, nó khác lạ, hiểu không? Nó khác bọt, anh em hiểu không? Đó. Rồi, để mình lắp bên đây lại luôn. Ờ, ê bà có rìu chưa? Có gì bà kêu tôi đưa rìu cho nha. Ờ, cũng được. Ok, để mình lắp cái sàn lại như thế này. 1 hour later. Ok, lắp gần xong rồi. Mệt quá. Trời là trời, lắp cái sàn thôi mà 8 tiếng đồng hồ chưa xong luôn. Ok. Rồi, bây giờ là mình nghĩ là mình sẽ làm thêm một cái đống hàng rào để mình lắp xung quanh đây, mình bọc lại anh em ơi, phòng trường hợp buổi tối đi tè hay gì, bước ra ngoài trời tối quá té xuống sông cũng vậy à. Cho nên là mình sẽ làm một cái hàng rào thật là to. Ok, mình lấy thêm que nữa. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ làm một đống hàng rào ở đây luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lắp hàng rào ở xung quanh đây, Sammy ơi. Lại phụ tôi này coi. Nè bây giờ bà lấy hàng rào á, bà lắp chỗ này, chỗ nào mà tôi chặn lại thì bà khỏi lắp nha, còn chỗ nào mà tôi không chặn thì bà lắp nha. Bà lắp từ đây vòng tròn qua tới cái cột bên đây luôn cho tôi, hiểu không? Thôi làm cái này. Trời ơi, làm đi, trời không làm ở nhà đâu ở. Đây, kiểu quá.
Cái gì vậy? Sao hôm nay bà này khó chịu với mình quá ta? Ok rồi, mình để mình lắp thêm nha. Bây giờ mình sẽ xây một cái nhà nhỏ bên dưới đây anh em ơi. Một cái nhà nhỏ bên dưới đây nè. Ok. Ôi trời trời trời, cao quá không? Cái này có bự quá không ta? Xây nhỏ nhỏ thôi, đã nói là một ngôi nhà nhà nhỏ mà xây bự ơi là bự luôn vậy. Ok. À, sau đó là nó dài qua tới bên đây để mình xem coi. Ờ được rồi, đến đây được rồi. Ok. Nghĩ là mình phải cột ở chỗ này. Ok rồi, là lắp tiếp đi, lắp bên kia rồi, lắp bên đây nè. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ lắp cái phòng của mình lại nha. Thì mình sẽ lắp bằng cái gỗ màu nâu này nha anh em. Gỗ màu trắng là để lắp sàn rồi. Thì nhà chúng ta sẽ xây bằng gì ta? Gỗ màu nâu để cho nó có vẻ nó khác biệt với cái sàn anh hiểu không? Chứ nhìn thì để chúng ta có thể phân biệt được cái nào là cái sàn, cái nào là cái gì ta? Cái nhà đó. Ok, để mình thay ra như thế này. Ok, xem coi 1, 2, 3 đúng không? Ok, 1, 2, 3 đó. Ok, rồi dư một ô ở giữa, hợp lý luôn. Sẽ xây một cái cột ở giữa như thế này. À, cao đây thế này. Rồi, ok. Rồi, một cục ở giữa thế này, đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ xây cho nó một cái mái. Cái mái thì mình nghĩ là mình sẽ xây bằng gỗ màu trắng này luôn á. Hay là xây bằng đá ta. Thôi, cái mái xây bằng đá đi cho đẹp. Ok, để mình xuống đây. Ê, bà lắp luôn cái cầu thang giúp tôi luôn nha. 2 hours later. Ok, anh em ơi, thì mình đã xây cái mái của nó ra nè. Bây giờ chúng ta cần lắp cái mái lại là bằng cái gì ta? Bằng cái block đá này nữa là hoàn thành anh em ạ. Ok, để mình lắp vào nha. Nó sẽ lắp vào như thế này này, đó. Ok. Mình nghĩ là mặt bên kia mình phải nhờ Sammy lắp phụ mình cho nó nhanh rồi. Sammy ơi. Sammy. Lên đây phụ tôi với, leo kiếm cái lóc gì đó đặt leo bên đây phụ tôi lắp cái máy này nè. Nhanh lên. Trời ơi, muốn có nhà ở thì phụ đi. Trời, sáng giờ bà than thở hơi bị nhiều quá nha. Từ lúc mà tôi cứu bà thoát ra khỏi cái bình đó, tôi thấy bà cứ khó chịu với tôi hoài nha. Nha. Ok, lên đây đi, từ tôi sẽ lắp cái này ra. Cái này tôi lắp, tôi làm mẫu trước cho bà nè, xong bà lên đây bà cứ nhìn theo tôi lắp như thế nào thì bà lắp như vậy là được. Ok đó, như thế này luôn. Thấy chưa, qua đây tôi cho coi nè, cho coi lắp như thế nào còn lắp theo nữa nè, chứ không thôi bà lắp sai nữa là hư luôn á. Ok, thấy không, biết cách lắp chưa? Ok nè, đá nè, tôi đưa cho bà đá nè, đó bà lắp lại giúp tôi nha. Rồi tôi qua đây tôi xây tiếp cái nhà nhỏ này đây, cái nhà bên đây còn cái máy á, cho bà lắp á. Ok anh em ơi, thì cái nhà nhỏ bên dưới đây mình nghĩ sẽ là phòng của mình. Còn phòng của Sammy mình sẽ xây cao ở trên đây đó. Kiểu như vậy anh em, kiểu như là quái vật mà nó đến nhà nó đánh á, thì nó sẽ đánh cái nhà ở bên dưới trước. Đó là sau đó nó mới lên nó đánh cái nhà trên cao, thì lúc đó thì mình sẽ thấy được quái vật trước thì mình sẽ bảo vệ được cho Sammy anh em ạ. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ xây cái nhà của Sammy trên cao nhé. Thì xây nhà trên cao thì chúng ta cũng sẽ xây như thế này luôn. Chúng ta sẽ cần có một cái sàn. Mình sẽ xây một cái sàn gỗ ở đây. Ok. Đặt cao này như thế này. Ok, cao cỡ này đi. Không, thấp xuống một ô đi. Cao quá, như hơi bị cao quá rồi. Ok, cao 1, 2, 3, 3 ô. Hơi 4 ô đi. Ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lắp một cái sàn ở đây như thế này. Ok anh em ơi, thì nhà của mình đã gần hoàn thành rồi nè anh em. Đó, bây giờ mình đang có một cái gì ta? Một cái gì ta? Người ta gọi cái đó gì? Cái sáng tạo nè anh em. Đó thì mình sẽ đi mình lấy một ít đất như thế này. Anh em đợi mình tí nha. Trời ơi, bảo đảm là cái sáng tạo này vô cùng hay luôn. Đó, rất là thích hợp cho những người thích đi trồng trọt như là Sammy nè đó. Những nông dân chăm chỉ như Sammy sẽ cực kỳ thích cái sự sáng tạo này của mình luôn đó. Là mình sẽ xây một cái ruộng ở dưới cái nhà của Sammy đó, là Sammy có thể trồng ruộng, trồng dưa hấu để có thể có dưa hấu ăn hàng ngày. Đó, Sammy không cần phải chạy ra cái ruộng này để làm nữa. Trời ơi, quá hợp lý luôn. Bây giờ bây giờ mình phải làm thêm một cái xô nước nữa để mình lấy nước mới được. À, từ từ để xem coi, bây giờ mình làm thêm một cái xô nữa nè. Bấm cái này ra. Đổi thêm ít gỗ nè. Thì mình sẽ làm hai cái xô bằng gỗ đi. Xô bằng gỗ có thể lấy nước được rồi, không cần xô bằng sắt đâu. Ok. Lấy nước nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đất rồi, đây đất đây. Mình sẽ làm một cái ruộng ở bên dưới đây nè anh em. Đó, chỗ này là cái chỗ để mình có thể làm ruộng cho Sammy nè. Trời ơi, Sammy cực kỳ thích trồng trọt luôn. Nếu bạn không biết thì Sammy rất là nướp. Và Sammy chỉ thích trồng trọt thôi, anh em hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ xây thế này. Ok, xây ra như thế này luôn. Rồi. Xây vào trong như thế này. Đó. Ok. Rồi chúng ta chỉ cần chừa một cái lỗ ở giữa thôi là có thể mà đựng nước rồi. Trời, thiếu rồi. Thiếu đất rồi, mình phải đi đào thêm mới được. Ok, mình sẽ qua bên đây mình đào nha. Đào thêm đất nè. Ok. Rồi, ok. Mình nghĩ như đây chắc là đủ rồi nè. Rồi, trên đây. Bây giờ mình sẽ lắp vào đây như thế này. Đó, ok. Khoan, nhầm, lắp nhầm mày. Lắp nhầm, cái lỗ này mới là lỗ ở giữa nè. Ok rồi, đổ nước vô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đồ cào này. Chúng ta cào đất ở xung quanh đây.
là chúng ta có thể làm được một cái ruộng ở bên dưới đây rồi anh em ơi. Đó. Sammy ơi, Sammy à, lên đây tôi nói nghe này nè, có cái này hay lắm nè, lại đây. Gì vậy? Ok, trời ơi, để mình lấy lúa ra nè. Đó, lấy hạt giống đó nè. Sammy ơi, lại đây nhanh lên. Trời ơi, chậm quá vậy. Sammy, lại đây. Lại đây tôi nói nghe nè. Đây, tôi mới làm cho bà một cái ruộng nè. Bây giờ bà trồng lúa đây, trời ơi, cái ruộng này ha, là mình trồng lúa để mình tha hồ mình có lúa mình ăn, khỏi cần chạy ra kia trồng nữa. Trời, có cái ruộng ở gần nhà luôn nè. Trồng đi, trồng đi. Bây giờ là tôi nhìn ông hơi nhiều đó nha. Ủa? Từ đầu là ông bắt tôi làm cái này cái nọ, đến bây giờ ông làm cái ruộng cho tôi trồng làm gì? Ông nghĩ tôi lo xin đúng không ạ? Không có đâu. Không làm đâu mẹ. Ủa gì vậy? Ê, Sammy, Sammy, Sammy ơi. Ủa cái gì ta? Ủa hôm nay bà Sammy sao bà lão quá ta? Chị nhiên hôm nay cái bà quét mình, bà chửi mình luôn ta, bà này kỳ nha. Ủa anh em ơi, hôm nay Sammy lão quá ta, mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với bà hay sao mà hôm nay bà kỳ quá nha. Ờ thôi kệ đi, chắc là hôm nay bà mới vừa được giải thoát từ cái bà nữ hoàng Ai Cập á, cho nên là bà đang hơi kiểu hơi bực bội trong người. Cũng kệ đi, chắc vài ngày nữa bà cũng bình thường trở lại à. Ok thôi, bây giờ mình tiếp tục mình xây tiếp cho xong cái ngôi nhà nè, để mình chế một đống que, mình đặt thêm mấy cái hàng rào vào nữa là xong nhà rồi nè. Ờ quên làm cửa đó chứ, mình sẽ lấy cái cửa này cho đẹp đó. Ok bây giờ mình sẽ làm một đống hàng rào. Quên phải lấy cái que đã, lấy que nè. Ok trời ơi, chơi nhiều lên càng nhiều càng tốt. Trời ơi, trời bấm kiểu này đến không biết đến khi nào mới xong đây. Trời ơi là trời, khó chịu thật sự. Ok vài bữa nữa chắc là mình sẽ bắt đầu mình trang trí thêm bàn ghế vào nữa, nhưng tập này mình chỉ xây nhà thôi. Vài bữa nữa mình sẽ trang trí, mình sẽ bỏ thêm bàn ghế vào trong nữa đó, còn tập này mình chỉ xây nhà bình thường thôi anh em ơi. Ok rồi, bây giờ để leo lên đây sẽ đặt hàng rào vào trên đây nữa là xong rồi. Ok với lại là ở đây cái cửa sổ nè anh em, mình sẽ lắp gỗ vào bên trong đó, lắp cái hàng rào vào bên trong để làm cái cửa sổ. Đây chính là phòng của Sammy nha anh em, đây sẽ là phòng của Sammy nha. Đây bây giờ mình sẽ làm cái cửa cho bả nè. Đó cái cửa này cực kỳ đẹp luôn anh em, nhìn nè, mở cửa ra. Ôi trời ơi, một căn phòng cực kỳ đẹp và sạch sẽ đó. Ok thắp đuốc thắp đồ nữa là đẹp luôn rồi. Tới lượt phòng bên đây mình cũng sẽ lắp cửa vào luôn. Cái này hình như mình lắp lộn rồi, mình phải lắp bên trong nó mới đẹp. Lắp bên trong như thế này nè. Ok đó. Cái gì trời. Ờ ok thế này mới đúng nè. Rồi ok, vậy là xong rồi nè. Ok vậy là phòng của mình với lại phòng của Sammy đã hoàn thành rồi anh em ơi. Khoan còn lắp hàng rào vào cái cửa sổ nó. Quên. Ok rồi, lắc quá. Ui mình bị đói bụng rồi. Ờ nhưng mà không sao, kệ, tí nữa mình ăn sau cũng được. Bây giờ chỉnh cái âm thanh xuống một xíu. Ok các bạn ơi, thì mình đã xây xong cái nhà của mình rồi nè anh em. Đó thì cái nhà này sẽ là nhà ở bên dưới nước, và vài bữa nữa mình với Sammy sẽ dọn đồ đạc vào trong đây để sống nha. Mình sẽ trang trí lại cái căn nhà này, khi nào mà mình thấy là cần trang trí cái gì thì mình sẽ trang trí lại nha. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV nè, Camui TV nè, rồi mèo Simmy nè, Kairon nè, Khang Dừa và Sammy Đào nữa nha, là người bạn quay video cùng với mình tập hôm nay nè. Đó, đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.